Hải Dương xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn. Thì trong buổi chiều hôm nay, em Loan xin trân trọng giới thiệu cho anh chị, các bạn xem một mẫu xe 7 chỗ. Mẫu xe này thì anh chị, các bạn có thể nhìn được cái mặt ca lăng lên, chị, các bạn có thể đoán được 50% đấy, một cái chiếc xe. Đây là một chiếc xe Chevrolet Orlando được sản xuất năm 2011, số tự động, anh chị nhé, số tự động, động cơ 1.8 thôi. Rất là thích hợp cho anh chị, các bạn mua về sử dụng đi gia đình. Cái dòng xe này thì là một cái dòng xe khá là thương hiệu nhé, khá thương hiệu, một cái dòng xe thương hiệu của Mỹ rồi. Đấy. Và chiếc xe này mang tổng thành nước sơn màu đen sơn si thì còn rất là đẹp luôn. Sơn zin còn đến để 70% sơn zin của chiếc xe này còn lại sơn tỉa anh chị nhé. Một mẫu xe hoàn toàn anh chị các bạn về sẵn sử dụng. Đó, một mẫu xe số tự động bản là đủ bản cao cấp nhất rồi. Xe được trang bị rất nhiều các tính năng an toàn hiện đại trên xe. Như là túi khí, phanh ABS, những cái chức năng rất đơn giản chiếc xe này. Ở chiếc xe này thì được sản xuất năm 2011, được em đang chào bán với mức giá là chỉ có 295 triệu đồng anh chị nhé. Có bao gồm phí hồ sơ trên toàn quốc cho anh chị các bạn. Thì sau đây, anh chị các bạn cùng em đi vào tổng thành ngoại thất của chiếc xe này thì sau đó sẽ đi chi tiết hơn về mẫu xe này sau. Một cái mẫu xe cam kết cho anh chị các bạn là không có đâm xô, tai nạn không ngập nước. Đây anh chị nhìn này. Về tổng thành cái phần đầu xe. Đấy, về phần đầu xe. Với cái thiết kế của cái phần mặt ca lăng này. Đấy, một cái biểu tượng Chevrolet nó thiết kế cùng cái dòng xe này thì anh chị các bạn có thể nhìn cái dòng xe này nó rất là cái giống biểu tượng của chiếc Chevrolet Cruze anh chị nhé. Đây chị này, mặt ca lăng này. Rất giống của cái dòng đầu xe Cruze về cái phần mặt ca lăng này. Đó. Và về tất cả các phần cụm đèn này còn nguyên bản. Đấy, còn nguyên bản nhá, của nhà sản xuất năm 2011. Rất là sáng luôn. Đây lên bật đèn cho anh chị các bạn xem luôn nhá. Đó. Đây về cái phần cụm đèn của xe này. Nguyên bản nhá, nguyên bản từ năm 2011 này, rất là sáng luôn. Đây về phần đèn gầm đây, chị nhìn này. Đấy. Mặt ca lăng. Một chiếc xe 2011 7 chỗ rất rộng rãi và form dáng này nhìn rất là đẹp, vuông vắn luôn. Giá thì chỉ có 295 triệu đồng thôi. Đây anh chị các bạn cùng em tiến sâu hơn một chút vào cái phần ngoại thất của xe. Đó, chiếc xe đây. Xe thì được trang bị cái hệ thống đèn, đèn đây là đèn xi nhan ở đây này. Đó, được trang bị cái phần ở phần mát xe đây, cái phần này. Đấy là răng đúc 5 cánh này. Phanh ABS với cái dàn lốp này thì còn tương đối đối là đều anh chị nhé, dàn lốp tương đối là đều này. Đó, cua lốp thì hoàn toàn không hề có hiện tượng là mục mọt. Đây về cái tổng thành sơn si thì bên em đã cho làm rồi, nên là nhìn rất là bóng, không có chi tiết xước sát gì luôn. Đây tất cả có những chi tiết ốp nạ chrome quanh phần xe đây, đó ốp nạ chrome quanh xe đây, quanh cánh này nhìn rất là sáng nhá. Đó, cái này thì cái lẹp của nó bong. Đấy, cái đây là nẹp dán thêm thôi. Cái này thì bên em sẽ dán lại, cái phần này không quan trọng gì. Đấy, phần về đèn hậu rồi. Đèn hậu rất là sáng luôn anh chị nhá. Một chiếc xe 7 chỗ rất là vuông vắn. Đó, form dáng rất là đẹp, trang bị động cơ chỉ có 1.8 thôi. 1.8 thôi anh chị nhá. Đó, cho một chiếc xe 7 chỗ thì anh chị các bạn với cái mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này thì đâu đó tầm 8 lít. Đấy, 8 lít trên 100 km trường. Đấy, chung chung như vậy. Về phần gầm bệ của xe. Đây, về cái phần gầm bệ chiếc xe thì anh chị nhìn này. Đấy, lốp sơ cua còn đầy đủ nhá, lốp sơ cua còn rất là mới luôn. Gầm bệ hoàn toàn không hề có hiện tượng là han mọt hay là bị chảy dầu nhớt gì ở dưới sàn. Và đi sâu hơn nữa về cái phần cốp xe cũng như là phần nội thất bên trong. Đây anh chị này, về cái phần cốp này. Đó, keo chỉ cốp còn nguyên zin nhá. Đó, keo chỉ cốp còn nguyên zin. Xe cam kết bảo hành cho anh chị các bạn là không có đâm xô, tai nạn không ngập nước nên yên tâm đến trực tiếp tại cửa hàng xem và test xe. Hai ti chống này còn nguyên bản này. Đó, hai ti chống này nhìn rất là cứng cáp luôn. Đó, tất cả các chi tiết này. Giàng cột là không hề có hiện tượng là đâm xô gì. Đó, rất là rộng rãi cho một chiếc xe 7 chỗ. Đây, sâu hơn nữa đây, anh chị các bạn có thể bước vào cái phần nội thất. Đây. Nội thất hoàn toàn là một cái nội thất bọc mới, được bọc mới hoàn toàn, nội thất đẹp anh chị nhá. Mang cái gam màu là da bò. Đấy, màu da bò anh nhìn, anh chị nhìn này. Cái màu này thì chúng ta bước vào xe nó tạo cảm giác rất là sang xe luôn. Đấy, cái màu rất là sang nha anh chị nhá. Sàn là sàn lỉ đây. Đó, sàn lỉ nguyên bản nhá, sàn lỉ nguyên bản luôn. Đấy. Và bộ nội thất thì nhìn rất là sáng, rất là bắt mắt. Mang cái màu da bò. Và hai dàn điều hòa độc lập này. Đấy, chỉnh điều hòa sau luôn, hai dàn điều hòa độc lập nhé.
Đấy, tất cả các lan điều hòa đây không hề có hiện tượng bị gãy gì. Rồi, trần nỉ này. Đó, hai đèn trần nhá, đây đèn trần đây và cái đèn trần ở phần trên kia. Đó. Đây bốn tổng lưng hạ kính đây. Cũng như là về cái phần keo chỉ của xe. Keo chỉ của xe là hoàn toàn là keo chỉ zin anh chị nhá. Đây keo chỉ zin này. Với cái hệ thống keo chỉ của chiếc Cruise cũng như là một cái chiếc xe thương hiệu của Mỹ, biểu tượng Chevrolet, thì nó những cái dòng xe này thì cái phần keo chỉ của nó rất là rộng bản nhá. Nên là rất hiếm khi có hiện tượng là bị mất keo chỉ, trừ khi là bị đâm xô. Đây cửa đóng rất là nhẹ nhàng. Đây về phần cái phần đầu xe đây. Về phần hàng ghế trước đây. Được trang bị cái phần túi khí. Túi khí ở phần ghế lái và phần ghế phụ. Em sẽ đi sâu hơn vào một chút. Đây. Đấy. Và mặt trung tâm đấy anh chị nhìn này. Mặt trung tâm của chiếc xe vẫn là hoàn toàn là đầu đài nguyên bản nhá anh chị này. Đầu đài nguyên bản này. Đó. Mặt trung tâm của xe. Khóa điện. Và tất cả các chi tiết đây trên chiếc xe này hồ vận hành hoạt động hoàn toàn bình thường, không lỗi gì luôn. Điều hòa rất là mát. Một chiếc xe có hộp số tự động anh chị nhá. Hộp số tự động. Đó, 6 cấp. Điều hòa rất là mát luôn và dàn âm thanh của chiếc xe này hoạt động hoàn toàn bình thường. Xe thì đi chuẩn là 16 vạn. Đó, đi chuẩn 13 vạn, đi chuẩn 13 vạn thôi. Đấy, trang bị cả tích hợp vô lăng. Trang bị cả tích hợp phím trên vô lăng này. Đó, phím bấm trên vô lăng anh chị nhé. Đấy, điều hòa rất là mát luôn. Về phần táp lô đây anh chị này. Mặt táp lô, phần nhựa của mặt táp lô nhìn rất là đẹp nhá. Đấy, đồ sần của cái mặt táp lô rất là nhiều. Chiếc xe hoàn toàn là một chiếc xe tên tư nhân thôi. Gia đình sử dụng những dòng xe này thì ít khi có người chạy dịch vụ xe này lắm. Đấy, vô lăng nhìn rất là đẹp không này. Rất là đẹp nhá. Trang bị hai túi khí. Đây bốn tổng lưng hạ kính nha. Đó. Lên xuống bình thường anh chị nhá. Đấy. Để em sẽ cho anh chị các bạn kiểm tra luôn cái hệ thống khoang máy này. Hệ thống khoang máy của cái chiếc Chevrolet Orlando đây anh chị nhìn này. Hệ thống khoang máy hoàn toàn là máy zin nhá. Máy lổ rất là êm. Và tất cả các chi tiết của xe đặc cổ của em hoàn toàn là nguyên bản. Lỉ lắp carbo đây anh chị nhìn này. Đó, lỉ lắp carbo còn nguyên zin nhá. Keo chỉ lắp carbo đây. Đó. Đấy, một cái hệ thống máy này. Trước khi kết thúc video thì quý vị anh chị các bạn cùng em nhắc lại thông tin về chiếc xe. Đó chính là mẫu xe Chevrolet Orlando được sản xuất năm 2011, số tự động, động cơ 1.8. Đấy, nội thất nó rất là đẹp vì nội thất nó được bọc mới chị nhá. Nội thất được bọc mới hoàn toàn rồi. Đó, anh chị nhìn này, về cái phần ốc bản nề này, còn nguyên zin nhá, ốc 7 màu luôn. Đó. Xe rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn. Giá 295 triệu đồng. Quý vị anh chị các bạn đến xem xe trực tiếp tại cửa hàng 388 Long Xuyên Kim Môn Hải Dương anh chị nhé, để sở hữu như tư vấn rõ hơn mẫu xe này. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.